đâu đó? Gần ơi, chỗ nào ơi, chỗ nào ơi? Ở đâu đâu đâu? Gần ơi, anh gần đây. Ui, thằng này chưa tới bãi sao ấy? Ui, đây 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 đây. Sao ấy? Sao ấy? Ui, 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 cứu anh ơi, anh ơi, anh ơi, cứu anh ơi. Ui, sao? Ui, trên 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 này. Ui, sao ấy? Bên này. Sao? Đau mắt. Ui, chết mẹ. Chết rồi. Ui, đau này bị con chân độc quấn rồi. Ui, đau mắt quá. À, chắc nặng. Anh. Từ từ, gỡ cái tay dần nó ra. Cái bình tĩnh anh. Sao kiểu gì vậy? Để nó vào đây. To quá gì mà vô. Anh kia đuôi trước, anh kia đuôi, kia đuôi, kia đuôi. Hai. Hai. Ba. Hai. Ba. Ê, được rồi, không được rồi. Ê, cuốn nó cuốn chân nữa. Rồi, cứu anh đi, cứu anh đi anh ơi. Cứu anh đi, cho cái chân ra trước đã. Cứu anh đi. Bỏ cái tay đi đây. Các người ơi, vẫn nó chặt ra rồi, các người đó. Ra 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 đi ra. Đi ra đây ra. Đi đi ra ngoài ra. Cái que đầu mắt đau quá. Ôi, cái này. Ra ngoài, ra ngoài đi. Anh ơi. Ra ngoài, ra ngoài, ra ngoài. Anh ơi. Sao không anh? Ui, ui. Anh ơi. Vấn chân to lắm anh ơi. Ui. Đi bắt rắn là gặp vấn chân to đúng cái này. Vấn đầu người sao? Đang thấy kia để em vồ mắt sao luôn. Có sao không? Có sao không? Không? Mẹ ơi. Ê đi, để mình lấy cho anh chai nước. Con này to lắm, con này to lắm. Đâu, đâu rồi, đâu rồi. Chết rồi. Ui đâu. Đâu, 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 đâu rồi. Đây, đây, đây. Anh uống cốc nước cho để nó. Anh hỏi thôi. Ủa chui đâu mất rồi? Anh ơi. Trong này anh ơi. Nó lùn trong ấy rồi, trong tổ nó rồi. Nó chạy đâu rồi? Dạ, đây, trong đây, trong trong tổ, trong tổ. Vâng, vâng. Bye. Ôi, từ từ bình tĩnh lại để xem nó nằm nơi nào đấy. Đây, trong trong tổ bạn trong này này. À. Chưa phải cho phải dọn này bắt được. Nó nghỉ ngơi tí đã. Nó chạy không? Nó nằm yên trong đây thôi. Trong này thôi. Thằng này cứ nó quay ở trong gần ấy. Đây bà này, bọn cháu gặp rắn đây này. Rắn rất là to à. Thế á? Ê, rắn to bự này ra đây, bắt đây này. Đây là rừng nhà cô đấy. Vâng. Anh ơi, bây giờ như này xử lý sao anh? Bây giờ anh em mình dọn dẹp chỗ này ra rồi bắt đi. Còn to à? Còn to như bắt chân luôn. Mẹ. Ừ, bà ra ra nhìn thử nào. Bà nhìn này. Nó trên đầu xuống rồi, to bắt chân. Con này phải 50 cân. Đâu? Mày ấy, cô chân nhìn thử. Ua mà khổ yếu to lắm. Nhựa lắm. Nhựa đâu mà nhựa. Đâu, con rắn thật phí. Ừ. Ây đây, ua, ôi, to lắm. Ui, dạ màn thật. To. Con này to hơn cả mấy con mình bắt. Lắm. Thật, cái này em nói đùa nè. Anh ơi, bây giờ thế nào anh? Thật mà. Nghỉ ngơi đi anh. Đâu, to đùng đi. Đấy thấy, ủa. Giờ nó nằm luôn đây. Bà bình tĩnh bà, để rồi bọn tao xử lý sao này bà. Xử lý cho. Từ từ nó toa ra. Dạ. Con này con trắng. Cháu chưa biết nó con gì cả. Bị biết nó làm ở đấy thôi. Đây. Em nói đùa bác. Đi đi đi. Đi đây. Đâu rồi? Đi đây. Nhìn cái này. Nhìn kìa. Thiêu. Rồi. Đi đi. Không gì này. Thiêu. Ê con này con trắng rồi. Con này chân hay là nưa? Nó quạt nhô, mẹ ai kinh, hại lắm, đi đi. Con này mấy bà nhỏ nhỏ này nó cuộn 5 phút là nuốt trong bụng rồi. Ui, con này con chân rồi. Thật đi. Con chân rồi. Cho bế cho bà xem. Bà ra cho sắt cho bà xem. Người này, ui ui, ui nó cuộn đây đây, ui dồi ôi. Ui ui. Bình thì sao, bây giờ bắt được không? Để em lôi ra nhá anh nhá. Ôi từ từ, bây giờ phải dọn thanh ra, dọn thanh. Dọn thanh ra. Lôi ra thanh ra. Chạy mất dép rồi mọi người. Bà sao bà chạy lên đỉnh nóc đồi rồi kìa. Cẩn thận đấy. Đấy, em cứu anh mà em bị cái que trong mắt đau quá. Đấy, xem mà. Anh có luôn nghẹt thở này. Ủa, nó còn tròn đây này nhầy. Con tròn luôn đây. Con tròn đây. Ở đâu rồi? Đây, đây, đây. Mình đi rồi. À, nó mổ chết đấy nhá. Rồi, bây giờ phải nhẹ nhàng cẩn thận mất được đó. Nói chung là bọn chăn này nó cuốn thôi, mình hai ba người thì không sợ. Sợ nhất là nó cuốn thôi. Ôi giời ơi, to lắm con này. Con này là ưa ăn thịt mấy mấy bà đi làm đồng cẩn thận các bạn, bà đi này cẩn thận nhá. Ưa ăn thịt. Đây là tí nó cuốn mọi người đây này.
Đây này, con này trên cái đường kia nó xuống này nhỉ. Anh có đoạn không? Con đồ cho con nó này. Con này anh này có tôi lượn nó trên kia nó xuống không? Bà đi làm cẩn thận ra. Anh ơi, bây giờ anh cái này là xử lý sao anh? Bây giờ em cứ cẩn thận, cứ dọn sạch ra để cho mọi người xem nó nằm như nào ạ. Phóng phóng sinh như là như nào anh? Bắt con này thôi, nguy hiểm cho người dân, bắt dọn sạch sẽ bắt. Ui ôi, to nhỉ. Ui ôi, ôi, nhìn trông kìa, trông to như người luôn kìa. Ui ôi. Anh xem xử lý như nào anh? Cái này anh mờ hôm nay mà không đi cùng bọn em là anh chết rồi đấy. Nhớ cái đuôi, cái đuôi nhấc nhẹ nhàng lên xem được đây. Đây em nhấc nhẹ nhàng xem như nào nhé. Đây. Ui ôi. Anh ơi, đây đây đây. Đây. Rồi bây giờ phải làm sao? Cầm đuôi, đây, đây, cầm đuôi. Đây, đúng đầu nhá. Bây giờ em cầm giữa nhá. Con này nhiều chưa? Ui dồi ôi. Tối đưa thì đi đấy. Ui dồi ôi, khổng lồ chưa này. Để xuống đây. Em mệt quá rồi. Ui dồi mẹ ơi. Con này nó quấn là chết người đấy. Đi cùng bọn em mà bọn em không phát hiện ra nhá. Bà nhìn thấy rắn mà chạy luôn đằng kia kìa. Nó quấn chết luôn. Tỉnh to. Con này nó quấn quyền thấy chết luôn vậy. Giàn python. Mấy bà ấy xạo quá vậy. Cái bọn này nó rất nguy hiểm nhé, cái này mà nó tấn công người chết luôn. Anh em mình phải con này khoảng có một tạ rưỡi nhỉ. Các bà hãy bảo con này chăn giả. Ui ôi, con này các bà bảo chăn giả thì chịu chết đi. Chịu phơi nắng. Không phải là các bà nhìn lần đầu tiên nhìn thấy mà. Nhìn to này chứ. Con to này em lần đầu tiên thì thấy. Con này phải thỉnh thoảng nó mới ra thôi chứ không phải lúc nào nó mới ra. Ừ. Ôi anh ơi, bây giờ như nào, em mệt quá rồi. Bây giờ anh xem cái nào nghỉ ngơi đi. Nó bộ em phát đau hết này. Đây, đầu tóc này, nó quấn này, xem là ngực tím nào, đứa sao. Thận nhá. Ngực tím tái hết. Nguy hiểm nhỉ. Nó to này, nó cắn thì có chết to đây. Túi không này, mong về nó cao. Túi nó cái để đâu tôi hoảng quá giờ không biết đâu rồi. Nè, coi nó cao được một nồi đấy nhỉ. Con này vì được nồi đấy nhỉ. Ôi hình như ông bóp chết nó rồi, sao nó cử động nó vậy. Ô, bọn này không chết đâu anh. Nó khỏe. Ồ, hoảng hoài không, nó chạy đuôi đấy. Cần đưa anh nó cắn. Người đây, 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 đây anh, cho. Anh. Đây em. Đây. Giờ nó đang thủ này. Như bao bê lên cho mọi người xem đã này. Bê lên đã. Bác con vai cho mọi người xem to nào, nằm rất ở trong cái bé. Giải bác con vai. Đi vào chỗ này đi, cho mát này. Đây mọi người. Đấy, nhìn trông có to khổng lồ chứ mọi người nhá. Đấy, ui giời, bác cái vai trông có to. Đấy, nó cho bao luôn đi. Bao cho bao đi. Đưa vào đây cái nó bò ngay này. Ô, nó khỏe mà, nó quấn anh ấy như thế. Nó giữ dưới đầu đó Quyền. Đây, anh em cho đi. Cho đuối trước ấy. Đầu. Úi dồi ôi. Nó khúc thịt nó to rồi kìa. Chắc phải đồng nồi cao đầy. Nó to dã man. May Quyền nhỉ. Nó nằm ở trong cái này này. Này khả năng vẫn còn con nữa rồi kìa. Anh em mình thôi, anh em mình sẽ kết thúc video đây thôi. Mọi người thấy hay thì ủng hộ anh em mình nhá. Bây giờ anh em mình mang con này về để nấu cao kìa. Ôi chào các bạn, hẹn các bạn trong video nhá. Chào mọi người nhá.